Rồi, cho thầy được xin phép gửi lời chào đến tất cả các bạn học trò đã dành thời gian theo dõi buổi livestream ngày hôm nay của kênh Tuổi Học Trò Thân Mến. Ngày hôm nay thì thầy xin phép được gửi đến cho toàn thể các bạn học trò về đề thi tuyển sinh vào 10 của Thừa Thiên Huế. Hiện tại các bạn học trò đang được nhìn thấy và chiêm ngưỡng được vẻ đẹp nằm trong đề thi tuyển sinh vào 10 của tỉnh Thừa Thiên Huế. Đầu tiên, xin phép được nói về số đo ba dòng của đề thi tuyển sinh vào 10 ở Thừa Thiên Huế như sau. Một, đề thi được thi dưới dạng hình thức tự luận, thời gian thi là 120 phút. Ngày thi sẽ rơi vào lối đầu tháng 6. Đề thi gồm có tổng cộng 6 câu hỏi. Câu số 1 gồm có tổng cộng 3 ý chiếm 1,5 điểm. Câu 1 tìm điều kiện để căn có nghĩa. Câu 2 rút gọn biểu thức chứa căn. Câu 3, một bài toán rút gọn căn thức. Nhìn chung, bài toán này dễ dàng lấy được 1,5 điểm. Câu 2, gồm có 1,5 điểm, gồm hai ý. Một ý đầu tiên là giải hệ phương trình. Ý thứ hai là cho đường thẳng rồi tìm những cái vấn đề liên quan đường thẳng đó. Đây là kiến thức của học kỳ 1 nè. Vậy ý thứ hai này chúng ta cũng dễ dàng lấy được 1,5 điểm luôn. Tiếp tục, bài số 3 là một bài toán thuộc dạng giải bài toán bằng cách lập phương trình hệ phương trình. Nhìn sơ lược thì bài toán này liên quan đến quãng đường, vận tốc và thời gian. Dễ dàng lấy được 1 điểm ở đề này. Câu số 4. Một bài toán phương trình bậc 2 có chứa tham số m liên quan đến hệ thức VS gồm có 3 ý, tổng cộng là 2 điểm. Ý A này lụm điểm. Chứng minh phương trình 1 luôn có hai điểm phân biệt với mọi giá trị m, lấy luôn điểm này. Trời đất quỷ thần ơi, lấy luôn điểm, vậy dễ dàng lấy được 2 điểm rồi. 2 điểm rồi ha. Tiếp tục nữa, câu số 3, một bài toán hình học. Hình học thì chúng ta dễ dàng lấy được điểm câu A và câu B. Vậy chứng tỏ nếu mà làm được câu A câu B thì chúng ta được 2,25, 2,25. Câu C này giỏi lắm, nó chỉ có 0,75 điểm mà các bạn thân mến nha. Rồi. Tiếp theo nữa, câu số 6. Một cái bài toán liên quan đến hình học không gian, đặc biệt đó là hình nón. Câu này thầy sẽ hỗ trợ chúng ta lấy 1 điểm nữa. Vậy là tổng thể cái đề của Thừa Thiên Huế ngày hôm nay, nếu như các bạn học trò nào cố gắng học thì chúng ta dễ dàng lấy được 9,25 điểm. Ha. Cố gắng học là chúng ta dễ dàng lấy được 9,25 điểm. Và chúng ta hãy cố gắng nha. Cố gắng. Rồi nhắn cho thầy hai chữ cố gắng thì cái nào. Hãy thử tưởng tượng năm nay đề thi tỉnh thành mình thi giống y xì tỉnh Thừa Thiên Huế. Để thầy trò chúng ta cùng cố gắng nha. Cố lên, cố lên. Rồi, bắt đầu sẵn sàng nha. Bắt đầu, bắt đầu, bắt đầu. Em 8 điểm thôi. Thôi, thi 9,25 luôn đi. Thi cho nó giữ mấy đứa thân mến. À, thi cho nó long trời lở đất luôn. Rồi, bắt đầu vô nha. Vì 9,25, vì 10 điểm, vì thủ khoa. Thầy trò chúng ta cùng bắt đầu nào. Vô. Câu số 1. Ý A. Người ta cho A bằng căn bậc 2 của x trừ 1. Rồi. Để A có nghĩa thì khi và chỉ khi x trừ 1 này cần phải lớn hơn bằng 0. Được chưa? Tương đương x lớn hơn bằng 1. Kết luận vậy x lớn hơn bằng 1, lớn hơn bằng 1 nha, lớn hơn bằng 1 thì A có nghĩa. Lượm điểm, một ý đầu tiên. Dễ dàng, ngon lành. Được chưa? Được chưa? Câu này có gì thắc mắc không? Hỏi. Được không? Được không? Lượm lượm lượm, đúng rồi. Lượm ngay khỏi cần nói nhiều. Câu 2. Câu B ha, câu B. Người ta cho B bằng căn 9 trừ căn 4 cộng căn 16. Căn 9 nghe đòn bằng 3, căn 4 nghe đòn bằng 2. Căn 16 người ta nói rằng bằng 4, rút gọn ra được bằng 5. Lấm đếm. Trúng oánh rồi, trúng oánh rồi. Lấm chưa, lấm chưa?
xong hai ý này ha, trời đất ơi. Đáng lẽ là chúng ta làm tới đây là chúng ta phải nói là ôi vui quá xá là vui ha, ngày hôm nay đi thi vui quá, trúng tủ hết trơn, câu nào cũng dễ hết trơn. Rồi, được nha, được nha. Tiếp theo nữa. Khoái rồi, mày được khoái rồi. Thấy cái đề dễ là khoái rồi đúng không? Rồi, tiếp tục nha. Vô, vô, vô. Câu C, câu C. C bằng x trên x trừ 4 cộng 1 trên căn x cộng 2 trừ 1 trên căn x trừ 2. Bài toán này thì họ đã cho điều kiện rồi. Được chưa? Họ đã cho điều kiện rồi, nên thầy trò chúng ta không cần phải quan tâm tới điều kiện nữa, mà chỉ cần làm luôn. Đầu tiên, nhìn vào ba cái mẫu này, thầy biết được x trừ 4 là mẫu thức chung. Tại sao? Giải thích cho các bạn học trò nghe luôn nè. X trừ 4 nó chính là căn x bình trừ 2 bình, và nó chính là căn x trừ 2 căn x cộng 2. Được chưa? Bạn nào mà học yếu học kỳ 1 á thì nhìn vô đây. Vậy đây chính là gì? Đây chính là mẫu thức chung. Đầu tiên các bạn kẻ một cái dọc dài đó, dài đó. Đó. Rồi sau đó các bạn ghi mẫu thức chung xuống. Căn x cộng 2 căn x trừ 2. Rồi, thầy hỏi từ từ này nha. Ở đây mẫu đang là x trừ 4, tức là hai cái này. Vậy mẫu của nó đã đủ rồi, chúng ta không cần phải nhân thêm. Ghi lại. Ở đây mẫu của nó là căn x cộng 2, vậy nó đang thiếu căn x trừ 2, vậy nhân thêm. Được chưa? Vậy nhân thêm cho căn x trừ 2. Lưu ý nha, nhân thêm cho căn x trừ 2. Rồi được chưa? Căn x trừ 2 nhân thêm căn x trừ 2. Được hay được ha. Rồi, nhớ nha, nhớ nha. Được không, được không? Mẫu đây nè, nhìn đây nè. Ở đây nè, nó là căn x cộng 2, nó đang thiếu căn x trừ 2, vậy mình nhân thêm trên tử cho căn x trừ 2. Chỗ này ổn chưa? Ổn hen, ổn hen. Rồi tiếp tục nữa, dấu trừ nè. Mẫu đây nè, là căn x trừ 2, nó thiếu căn x cộng 2, nhân lên trên tử cho căn x cộng 2. Rồi, ngưng. Ai không hiểu chỗ nào thì la làng lên. La làng lên, la làng thì kêu nè. Ơi, 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 thầy ơi, thầy ơi, em chưa hiểu chỗ này, thầy ơi, đó. La làng lên cho tôi nghe nha. Còn ai hiểu rồi thì bình luận hai chữ dạ hiểu. Ráng lên, ráng lên. Còn ai không biết gì thì im ru. Trời đất ơi, tôi kêu bình luận chữ dạ hiểu chứ tôi không có kêu bình luận chữ dễ. Đồng chí, ha ha, ha ha. À, không có bình luận chữ dễ, bình luận chữ dạ hiểu cái nào. Rồi, tiếp tục nha. Tiếp theo đó, sau khi quy đồng xong, chúng ta qua một bước, đó là gì? Rút gọn tử, mẫu giữ nguyên nè. Sau khi quy đồng xong, chúng ta sẽ trải qua cái bước là rút gọn tử. Nghe kỹ nha, rút gọn tử. X ghi lại, cộng x, trừ x, hết, trừ 2, bằng, trừ 4. Nhìn kỹ cái phải không? Nè, cộng x, trừ x, hết, trừ 2, cộng 2, quên quên quên, trừ 2, bằng trừ 4. Hiểu không? Hiểu không, hiểu không? Ui. Còn không hiểu thì la lên nha, tôi giải thích nha. Rồi, dạ hiểu. Rồi, tiếp tục nha, tiếp tục nha. Rồi, gom lại nè. X trừ 4, mẫu cũng là x trừ 4. Tử mẫu giống nhau, chia nhau bằng mấy? Chưa dễ không? Trời đất ơi, bài toán này khó quá, khúc này khó quá. Quá khó, quá khó. Trời đất ơi, bài toán gì khó dữ vậy thầy? Bằng nhiêu đấy thân mến? Khúc này bằng nhiêu? Bằng 1.
ai mà sang chảnh nữa, ai mà sang chảnh nữa thì ghi là 10 trừ 9, đúng không? Ai mà ghi sang chảnh nữa thì ghi vô đây 10 trừ 9. Rồi, vậy sau khi làm xong câu 1 rồi, chúng ta dỗ ngực. Tôi Nguyễn Quốc Trọng tự tin lấy được 1,5 điểm câu 1. Tôi chắc chắn sẽ làm được và tôi đã làm được. Các bạn thông báo nha. Được hen. 1,5 điểm nằm trong lòng bàn tay rồi. Vỗ tay. Khi tiến lên, khi tiến lên. ngon lành lên. Rồi, xong. À, kết luận kìa thầy. Mình kết luận cũng được, hoặc là mình không kết luận thì vẫn được điểm trọn. Em thông báo nha. Kết luận cũng được hoặc không kết luận cũng được. Rồi. Câu 2. Câu 2 nha, câu 2 nha. Vào. Nhìn kỹ câu 2 nha. Không sử dụng máy tính cầm tay. Trời đất ơi, khỏi. Chắc chắn là không sử dụng rồi. Mình là những người đẳng cấp mà, đúng không nè các bạn? Mắc mới gì phải sử dụng máy tính cầm tay. Giải hệ phương trình này, câu A nè, hệ phương trình 2x cộng y bằng 5, x trừ y bằng 1. Rồi. Tiếp tục. À, tiếp tục. Vô. Ở hệ phương trình này mình giải bằng phương pháp gì? Nếu như chúng ta giải bằng phương án cộng đại số là một trong những phương án phải nói là dễ nhất. Còn bạn nào giải bằng phương pháp thế, xin thưa, nó lâu kinh khủng lâu. Giải bằng phương án cộng đại số đi cho nó thông minh. Cộng trên cộng dưới, được chưa? Lấy trên cộng dưới, bị gì hệ số trước y đang đối nhau nè. Anh này cộng anh này bằng 3x. Anh này cộng anh này hết. Anh này cộng anh này bằng 6. Giữ phương trình phía dưới ghi lại. Tiếp tục. X bằng 6 chia 3 bằng 2. Y bằng 2 trừ mấy bằng 1. 2 trừ 1 bằng 1. Đúng chưa? 2 trừ 1 bằng 1. Kết luận. Vậy nghiệm của hệ phương trình, mở ngoặc tròn ra, x chấm phẩy y bằng 2 chấm phẩy 1, đóng ngoặc tròn lại. Xong một câu. Đừng nói tôi là có bài toán này các bạn không biết làm. Các bạn không biết làm là hơi bị tệ nha. Sao lại một được ạ? À? Ủa vậy bằng máy không được. Bằng máy mới đúng. Sai rồi. Sai là sai chỗ nào? Đợi mất các bạn học trò mình lên kìa. Bằng máy mới đúng mấy thằng mắm. Đúng rồi. Trời đất ơi, có đứa mình lên kìa. Ha. À. Sao lại bằng một được? Một câu hỏi cực kỳ thông minh. Một câu hỏi siêu trí tuệ. À, à, được chưa? Siêu trí tuệ. Rồi. Tiếp tục. Trời đất ơi, hồi nãy ai nói có ba mấy người xem đâu. Tôi chỉ cần đi vài đường quyền thôi là lên 100 mấy người liền, phải không? Thấy chưa? Bữa nay dám cả ngàn người xem lắm à. À, bữa nay coi chừng là thầy trò chúng ta viral là lên cả ngàn người xem lắm à. Rồi, một câu ha. Câu này lụm điểm đi ha. Qua câu 2. Câu này bạn nào không làm được giơ tay lên. Ai không làm được giơ tay lên. Để thầy dạy từ từ. Ai không làm được giơ tay lên. Bình luận. Dạ em. Rồi, chúng ta nghe kỹ nè, nghe thật kỹ và nhớ thật kỹ, thầy sẽ nói rất là chậm rồi nha. Người ta cho một đường thẳng D y bằng x trừ m. Tìm tất cả các giá trị của m để đường thẳng D cắt trục tung tại một điểm có tung độ bằng 2. Trục tung là trục OY. Đừng nói bây giờ. Ui, bà con của bác ơi, trục tung là trục OY, trục hoành là trục OX, nhớ nha. Rồi,
Rồi giao điểm GD mũ 2 là giao điểm của đường thẳng D và trục tung là A, mở ngoặc ra. Một điểm thì cần phải có hoành độ và tung độ. Ở đây người ta cho tung độ là 2, tức là họ cho y của A là 2. Mà A nằm trên trục tung, tức là x bằng 0. Tập trung. Giao điểm với trục tung thì hoành độ bằng 0. Giao điểm với trục hoành thì tung độ bằng 0. Ghi vô. Giao điểm với trục tung thì hoành độ bằng 0. Giao điểm với trục hoành thì tung độ bằng 0. Tự biết, tự nhớ, không ai nói nữa hết. Đi thi tự biết để làm. Còn tung độ bằng 2, tức là người ta cho tung độ bằng 2. Rồi, vậy chúng ta ra được điểm A rồi. Điểm A rồi. Sau đó chúng ta lấy cái điểm A, chúng ta thế vào x, thế vào y, chúng ta sẽ tìm được M. Rồi, vô. Ta thế A vào D, suy ra được y là 2, x là 0 trừ M bằng khả năng sau 9 năm ăn học. 9 năm nha, 9 năm nha. Rồi, sau 9 năm ăn học mình sẽ tìm được M bằng bao nhiêu? Mạnh dạng bình luận cái nào. Bao nhiêu các bạn mến? Bao nhiêu? Bằng 2 hả? Bằng 3 hả? Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, quá đau lòng, người ơi tôi quá đau lòng. Trời ơi, không thể nào tưởng tượng được mấy đứa này. Trời đất quỷ thần ơi, ai dạy mấy đứa môn toán? Ai dạy mấy đứa môn toán? Rồi con đứa mà còn bình luận em mà bằng không nữa kìa. Cái gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Kính thưa các bạn học trò thân mến, đây. 2 bằng trừ M. Hết phương cứu chữa. M bằng trừ 2. Được chưa? M bằng trừ 2. Kết luận. Vậy M bằng trừ 2 thỏa mãn đề bài 3 điểm nằm trong lòng bàn tay. Được chưa? Ổn chưa? 3 điểm rồi. Hệ số gốc là A, tung độ gốc là B. Có một bạn hỏi hệ số gốc là cái gì, tung độ gốc là cái gì? Hệ số gốc là A, tung độ gốc là B. Rồi, nói một câu thần thánh nữa nè. Tôi, Nguyễn Quốc Trọng, tôi đã làm được 3 điểm của cái đề thi rồi. Còn các bạn học trò thì sao? Chúng ta tự tin lấy được 3 điểm chưa? Bình luận, tự tin chưa nè? 3 điểm rồi. Huế ơi, 3 điểm rồi Huế ơi. Rồi, được hen. Rồi, vô. Câu số 3. Xin báo cáo với học trò, câu số 3 là một câu không khó, mà nó chỉ khó cái chỗ là gì? Chúng ta sợ nó. Có gì đâu mà sợ. Ngày hôm nay thầy trò chúng ta sẽ làm tế bến với nó luôn nè. Ha. Vô. Một người đi xe đạp với vận tốc không đổi từ A đến B dài 36 km. Trên cùng tuyến đường đó, khi đi từ B về A, người này đi với vận tốc lớn hơn vận tốc lúc đi là 3 km/h so với vận tốc lúc đi nè. Vậy thời gian về ít hơn thời gian đi là 36 phút. Tính vận tốc của người đó đi xe đạp từ A đến B. Rồi, vận tốc, thời gian, quãng đường.
Vận tốc là km trên giờ, thời gian là giờ, quãng đường là km. Đầu tiên là đi từ A đến B, thứ hai là đi từ B về A. Đây là bảng tóm tắt. Được chưa? Bạn nào? Một lần nữa nè, thầy chỉ cho các bạn học trò đang học nè. Chúng ta muốn nhìn thấy cái màn hình rộng nè. Chúng ta liếc vô cái phần ô vuông ngay cái bảng mặt của thầy nè. Đó, nó sẽ quay sang được như thế này. Chúng ta vừa học, chúng ta vừa bình luận, chúng ta vừa đọc tin nhắn luôn. Nó không có thấy được, nó không có che được cái bài làm của mình nha. Vậy là học siêu quyết luôn. Trời đất ơi, ngon lành ngon lành. Được chưa? Nhớ nha nhớ nha. Rồi bây giờ vô nè. Đầu tiên là họ hỏi là vận tốc đi từ A đến B. Vậy mình sẽ gọi x là vận tốc đi từ A đến B. Được chưa? Tiếp theo, vậy vận tốc lúc về là nhiêu? Lúc về thì đi hơn 3 km. Vậy là dấu cộng hay dấu trừ ở cánh giữa này? Bình luận. Dấu gì? Dấu cộng hay dấu trừ cánh giữa này? Bình luận bình lớn. Dấu cộng. Bởi vì nó lớn hơn nên là cộng. Đúng không nè? Ví dụ ông này là 10 thì ông này phải là 13. Ông này là 100 thì ông này phải là 103. Được chưa? Rồi. Tiếp tục nữa nè. Quãng đường AB thì trước sau gì vẫn là 36 km, không có sự thay đổi. Được chưa? Có vận tốc, có quãng đường, tìm thời gian bằng cách nào? Ở đây ghi gì? Thời gian bằng gì chia gì? Thời gian bằng quãng đường chia vận tốc. Là 36 chia x. Được ha? Thời gian bằng quãng đường chia vận tốc là 36 chia cho x cộng 3. Được ha? Được. Thời gian anh nào đi nhiều hơn? Thời gian ông ỷ này đi nhiều hơn, tại ông đi chậm hơn, ông này đi nhanh hơn. Và trên là thời gian là nhiêu? Là 36 phút. Vậy lấy ông trên đi trừ cho ông dưới. Trừ cho ông dưới. Sẽ ra được kết quả trên lệch là 36 phút. Được chưa? Thời gian đi sẽ nhiều hơn thời gian về là 36 phút. Do ông về đi nhanh hơn, đi nhanh hơn thì phải ít thời gian hơn. Được hen, được hen. Nhớ nha, nhớ nha. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ vô bài làm nha, vô bài làm tập trung nè. Đây là nháp. Sau khi thầy hướng dẫn cái nháp xong, các bạn học trò hiểu không? Bình luận lại một cái nào. Hiểu không mấy đứa thân mến? Hiểu không? Có hả? Hiểu hả? Tại đây coi có đứa còn ra kết quả 12 nữa kìa. Có đứa còn ra kết quả 15 nữa kìa. Rồi, dữ quá. Rồi bắt đầu vô nha. Vô nè. Gọi x là vận tốc đi từ A đến B. Điều kiện là x lớn hơn 0, đơn vị là km trên giờ. Được chưa? Suy ra thời gian đi từ A đến B là 36 chia x, đơn vị là giờ. Rồi, tiếp theo. Lúc về, tức là từ B đi về A. Được chưa? Một là vận tốc khi đi từ B về A. Vận tốc lúc về là x cộng 3. X cộng 3, đơn vị là km trên giờ. Thời gian khi đi từ B về A là 36 chia cho x cộng 3, đơn vị là giờ. Rồi,
sau đó mình đổi đơn vị cho thầy, 36 phút này đổi sang giờ luôn. Bây giờ mình lấy đơn vị thời gian là giờ mà, đúng nè, giờ ta có 36 phút bằng bao nhiêu giờ, chưa gì anh không, bình luận. 36 phút bằng bao nhiêu giờ, bình luận cái nào. Nhiêu nhiêu khi đi thi không cần phải lập cái bảng, các bạn học trò lưu ý nha, không cần phải lập cái bảng. Ghi dưới dạng phân số dễ hơn. 3/5, tôi tin tưởng các bạn học trò tuyệt đối nha. Ok, 6/10, 3/5, đúng rồi, 3/5 giờ. Rồi. Ta có phương trình thời gian đi là 36 phần x trừ thời gian về là 36 phần x cộng 3 bằng 3/5. Ui, ai không giải được phương trình này? Bình luận cái nào. Lập bảng ngoài nháp. Cái đó là mình lập, thầy lập để cho chúng ta hiểu thôi, chứ không phải là trình bày vô bài thi. Lưu ý nha. Em em không giải được. Đặt Nguyễn thân mến. Rồi thầy thấy được bình luận chúng ta rồi. Vô. Đầu tiên chúng ta sẽ quy đồng. Một cái mẫu, hai cái mẫu, ba cái mẫu, ghi ba cái mẫu đó vô. Mẫu thứ nhất, mẫu thứ hai, mẫu thứ ba. Mẫu thứ nhất, mẫu thứ hai, mẫu thứ ba. Đó, ghi vậy cho chúng ta dễ hình dung. Tiếp theo, ở đây thiếu 5x cộng 3 nhân thêm 36 nhân thêm 5 và nhân thêm x cộng 3. Xong một cái. Được ha, được ha. Tiếp tục. Ở đây thiếu 5x nhân thêm nhân 5 nhân x. Hai cái. Được nha. Tiếp tục, ở đây thiếu x, x cộng 3 nhân thêm x, x cộng 3. Rồi. Được chưa? Được. Sau đó chúng ta làm một việc động trời, đó là khử mẫu đi. Không cần phải viết mẫu lại, bỏ mẫu đi. Nhân phân phối vô. 36 nhân 5 180, đúng không nè? Đúng rồi, 180. 180x, 180x cộng 36 nhân 5 nhân 3 540. Thầy vừa nhân xong cái thứ nhất. Trừ 36 nhân 5 nhân x trừ 180x. Nhân vô 3x bình cộng 9x. Hai ông này triệt tiêu. Tiếp tục. Dục qua 3x bình cộng 9x 540 chuyển qua thành trừ 540 bằng 0. Được khen, được khen. Ken thành công thân mến, tập trung học đi, ở đó mà nhận bà con. Trời đất ơi, bây giờ còn nói là trời đất ơi, sao giống giống giải rút gọn như vậy, nói chứ gì nữa. Rồi, tiếp tục, tiếp tục. Thầy nhận thấy rằng phương trình này có thể chia hết cho 3. Thầy nhân tất, thầy chia tất cả cho 3. Còn ai không thích chia thì thôi. Thầy thích. Thầy thích, thầy thích chia cho 3. Chia 3 bằng 180. Được ha, được ha. Được. Tiếp tục nữa, x bình số đi, x bình. Tôi sai, tôi sai, tôi sai. Mũ 2, mũ 2, mũ 2. Quên chứ. Tí nữa là tiêu rồi, rụng nụ rồi.
Rồi, thầy giải bài toán này bằng cách đưa về phương trình tích x trừ nhân x trừ bằng 0. Lấy máy tính ra. Menu 922 1 3 trừ 180. Nghiệm thứ nhất là 12, ghi vô đây 12. Nghiệm thứ hai là trừ 15, ghi vô đây trừ với trừ thành cộng 15. Sau đó cho từng tích bằng 0. X trừ 12 bằng 0, X cộng 15 bằng 0. Ra được kết quả X bằng 12, X bằng trừ 15. Điều kiện là X lớn hơn bằng 0. Kết quả ông Mỹ này nhận, ông Mỹ này lỗi. Được chưa? Nhận lỗi. Rồi, tiếp tục, tiếp tục. Kết luận, vậy vận tốc đi từ A đến B là 12 km/h. Xong một câu. Nhớ nha, nhớ nha. Ngon lành rồi đó. Một điểm nữa đã được xử lý xong. 4 điểm rồi mấy thân mến. 4 điểm rồi. Huế ơi, 4 điểm rồi Huế ơi. 4 điểm rồi, 1,5, 1,5, 1 điểm là 4 điểm rồi. Được chưa, được chưa? Follow kinh thầy một cái nào. Cái này là đề chính thức luôn. Đề chính thức của năm rồi ha. Ha, đề chính thức của năm rồi mới thân mến, chứ không phải đề chính thức của năm nay. Năm nay chưa thi mà làm gì có đề chính thức. Năm nay chưa chưa thi mà thầy có cầm trên tay đề chính thức là chắc là thầy đi hơi bị lâu à. Rồi, follow kinh thầy một cái, ủng hộ tinh thần một cái nào, like giúp thầy một cái, chia sẻ giúp thầy một lượt chia sẻ luôn. Xin mời. Bạn nào muốn học theo từng chuyên đề thì chúng ta có thể học vào buổi tối thứ hai, thứ tư nha. Nhưng với điều kiện chúng ta phải xin tham gia vào nhóm, chúng ta mới được học theo từng chuyên đề các bạn thân mến nha. Còn bạn nào muốn ôn luyện đề thi như thế này thì 12 giờ trưa tất cả các ngày. Nhớ nha, 12 giờ trưa tất cả các ngày đều có giải ôn luyện đề thi. Còn bạn nào muốn xin vào nhóm để ôn luyện theo từng chuyên đề thì xin vào nhóm. Rồi, tiếp tục nha. Chúng ta sẽ bắt đầu học. Học xong thì thầy sẽ chia sẻ cách để vào nhóm sau. Vô. Học rồi. Tập trung học đi, tập trung học đi. Học xong đi. Rồi muốn tham gia vào nhóm thì tham gia sau. Người ta cho một phương trình bậc 2. X bình trừ 2 M cộng 3 X cộng 2 M cộng 1 bằng 0. Ký hiệu đây là phương trình thứ nhất. Giải phương trình 1 khi M bằng trừ 2 làm sao? Gợi ý giúp thầy một kỹ cái nào. Làm sao, làm sao? Bình luận, bình luận. Điền vô ạ. Thế giỏi quá, mấy đứa này thông minh quá. Chào em yêu. Rồi, chào anh yêu luôn. Trời đất ơi, tôi mặc dài chát kiểu gì mà nó vẫn kêu tôi là em yêu, là thấy là tôi còn ha. Thầy thấy thầy còn trẻ trung quá. Ta thế em m bằng trừ 2 và phương trình 1 rồi giải các thông báo nha. Rồi, câu A. Ta thế M bằng trừ 2 vào phương trình 1. Suy ra X bình trừ 2 trừ 2 cộng 3 cộng 2 nhân trừ 2 cộng 1 bằng 0. Đó, phải ghi từ từ như vậy á.
Các bạn thân mến nha. Tiếp tục. Rút gọn. Ít bình. Ê ê ê ê. Chưa ăn cơm nè. Chưa ăn cơm nè. Ăn mất tiêu cái chữ ít của người ta rồi. Trọng ơi, có ăn cơm chưa? Dạ chưa. Chưa thì nhả chữ ít ra cho tôi. Đó. Đúng không các bạn thân mến? Thiếu chữ ít. 1 nhân trừ 2 bằng trừ 2. Ít trừ 4 cộng 1 bằng trừ 3. Phương pháp gì là thông minh nhất trong trường hợp này? Bình lớn, giải bằng phương pháp gì? Em buồn ngủ quá thầy ơi. Trời đất ơi, đang học đùng đùng như thế này mà làm sao buồn ngủ được. Phương án bấm máy tính nè. Delta hả? Đi ngủ. Mấy phương án đó đi ngủ nha. Ai mà sử dụng phương án bấm máy tính rồi lọc delta gì đó, đi ngủ đi. Chúng ta đi ngủ. Delta phải hả? Đi ngủ luôn. Trời đất ơi, dùng phương án, phương trình, phương án nhóm nghiệm. A nè, A bằng 1 nè, B bằng trừ 2 nè, C bằng trừ 3 nè. Dòm kỹ này nha. Phương trình có dạng A B cộng C bằng. Dấu này là dấu cộng hay dấu trừ? Bình luận cho thầy cái nào. Dấu ở cánh giữa này là dấu cộng hay dấu trừ? Trời đất quỷ thần ơi, không xong rồi đại dương ơi, nó rụng nụ hết trơn rồi kìa. Dấu trừ, dấu trừ. Ghi nè. 1 trừ cho trừ 2 cộng cho trừ 3, thấy chưa? Bây giờ nó mới bằng 0 nè. Như vậy mới là bằng 0 rồi nha. Rồi, suy ra phương trình có hai nghiệm. Nghiệm thứ nhất là bằng trừ 1. Nghiệm thứ hai là bằng trừ C chia A. Mấy? Mấy? 3. Nó 3 đi con. 3. Nó bằng 3 chính xác. Đúng. Ha. Rồi, kết luận. Vậy M bằng trừ 2 thì phương trình 1 có hai nghiệm. X1 bằng trừ 1, X2 bằng 3. Rồi, xong một cái nha. Xong một cái. Ngon lành đâu, ngon lành rồi. Câu này là câu em bé nè. Thấy vậy thôi chứ cũng được 0,5 điểm với thân mến. Còn 1 điểm rưỡi nằm dưới đây. À, một lần nữa cảm ơn các bạn học trò đã follow kênh thầy nha. Đến thời điểm này thì kênh thầy đã nhận được 500.000 lượt follow rồi. Kinh khủng thật. Trời ơi, mới đây, mới live stream có 470.000 lượt follow à. Mới live có chút được 500.000 lượt follow mới đấy thân mến. Thầy không tin vào đây là sự thật luôn á. Kinh khủng thật. Bởi vậy thầy không tin nên điều đó không phải là sự thật luôn á mấy đứa thân mến. Đúng không? Do thầy không tin nên điều đó không thể nào là sự thật được. Rồi tiếp tục nè. Vô. Câu 4. Bạn nào muốn học chuyên đề thì cố gắng ở lại nha. Cố gắng ở lại cuối phiên live nha. Thì thầy sẽ chỉ chúng ta cách tham gia vào nhóm để chúng ta có thể học theo từng chuyên đề vào tối thứ hai, tối thứ tư nha. Cái này là chia sẻ vô cùng thiệt tình nha. Có nghĩa là thầy dạy theo từng phần, theo từng dạng toán á, để cho chúng ta thi cử 10 điểm á. Thì chúng ta sẽ học vào tối thứ hai, tối thứ tư. Và với điều kiện chúng ta phải tham gia nhóm nha. Chúng ta lưu ý nha. Rồi, chứng minh phương trình 1 luôn có hai nghiệm phân biệt thì tức là chúng ta cần phải chứng minh delta lớn hơn 0 với mỗi m. Được chưa? Chúng ta cần phải chứng minh delta luôn lớn hơn 0 với mỗi m. Và trong bài toán này mình sẽ dùng delta phải là nhẹ nhàng nè. A nè bằng 1 nè. B nè bằng nè trừ 2m cộng 3. Vậy B phải là bằng trừ m cộng 3.
C là bằng 2m cộng 1. Đây là cái bước điểm thôi nha. Bước này không có chấm điểm. Bước này là làm cho vui thôi. Làm cho vui nhà vui cửa thôi. Rồi delta phẩy bằng B phẩy bình trừ A nhân C. B phẩy nè, trừ nè, M cộng 3 nè, đóng ngoặc lại nè, bình nè, trừ A nè, là 1 nè, C nè, 2M cộng 1 nè, đóng ngoặc C lại nè. Nhớ lưu ý từng ly từng tí đấy nha. Rồi tiếp tục nè, dấu trừ bình lên hết nè, M cộng 3 bình nè, khai triển nè, M bình nè, cộng 6M nè, cộng 9 nè. Được chưa, được chưa? Được hen, được hen. Tiếp tục nữa nha, tiếp tục nữa. Trừ 2M nè, trừ 1 nè, rút gọn nè, M bên nè, cộng 4M nè, cộng 8 nè. Từ từ ha. Trời đất ơi, nó rụng nụ rồi. Em không hiểu thầy ơi. Có ai giống bạn Nguyên chê mồi không? Trừ một ở đâu ra vậy đây 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 trừ một ở đây, 6M cộng 9 ở đâu ra vậy thầy? Sao ra cộng 9 đây? Trời đất quỷ thần ơi, trời đất ơi, trời ơi. Có học hàng đẳng thức không vậy? Có học lớp 8 không? Có học lớp 8 không? Lớp 8 có học bài hàng đẳng thức đáng nhớ không? Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, nó hỏi một cái câu hỏi kìa. Tôi mà ở gần sát bờ thế là 5 cây vô đích, viết một tờ giấy gửi về phụ huynh đề nghị là chiều nay đi họp phụ huynh gấp chứ không xong rồi. Rồi nhìn kỹ nè, M bình cộng 4M thì phải cộng mấy mới ra được hàng đẳng thức? Nhanh 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 nhanh, cộng mấy mới ra được hàng đẳng thức? Mấy đứa thân mến, tăng 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 tăng, số gì đây, con số gì đây, cờ ra con mấy gì đây? Năm anh em đi một chiếc xe tăng, 5 - 1 = 4, chính xác, cộng 4. Vậy ở đây là con số 8 mà mình ghi con số 4 rồi thì 8 - 4 = 4, được chưa? M cộng 2 tất cả bình cộng 4 luôn luôn lớn hơn 0 với mọi M. Một cái gì đó bình phương cộng cho một con số dương thì luôn luôn lớn hơn bằng 0 với mọi M. Nhớ nha. 8 tách ra thành cộng 4 thì cộng 4. Có số bạn không hiểu là số 4 đâu ra đấy. Rồi kết luận, vậy phương trình 1 luôn có hai nghiệm phân biệt với mỗi m. Được hen, được hen. Rồi nó chơi tại nó vui chơi như vậy thôi chứ thật sự học mà không biết là chuyện hết sức bình thường các bạn ạ. Chúng ta lưu ý nha, chúng ta học đó mà chúng ta không biết đó, đó là câu chuyện hết sức bình thường. Mà học mà không biết nhiều quá thì ở lớp cũng là câu chuyện hết sức bình thường nha. Nên là nhiều khi các bạn học trò cũng lưu ý, đôi lúc chúng ta cũng phải dũng cảm đối diện với sự thật. Nếu như các bạn học trò cảm thấy sức học của mình chưa tốt á, thầy chỉ chúng ta nè, nè thầy chỉ chúng ta thiệt tình rồi nha. Nếu như chúng ta cảm thấy sức học của mình không ổn á, viết một tờ đơn tường trình cho ban giám hiệu nhà trường và giáo viên chủ nhiệm ghi như thế này nè: kính thưa ban giám hiệu và thầy chủ nhiệm, em tên là Nguyễn Quốc Trọng, em tự nhận thấy rằng kiến thức năm nay em chưa đủ khả năng để thi thi tuyển sinh. Em đề nghị tha thiết nhà trường tạo điều kiện cho em được ở lớp 1 năm, sang năm sau em củng cố kiến thức để vững trải hành trang thi tuyển sinh vào 10. Em xin hứa năm sau sẽ học tốt hơn. Cảm ơn thầy hiệu trưởng, ban giám hiệu nhà trường và giáo viên chủ nhiệm đã đồng ý cho em ở lớp. Em xin chân thành cảm ơn. Nhớ nha, các bạn chỉ cần là một tờ đơn có tâm như vậy thôi, thiệt tình như vậy,
là năm sau chúng ta sẽ được ở lớp, chúng ta sẽ học vững liền. Các bạn an tâm nha. Rồi, chị biết rồi. Rồi, tiếp tục nha, tiếp tục nha. Rồi, vô. Rồi, làm gì nữa? Hệ thức vét. Rồi, phân tích cái này về hệ thức vét là xong. Được chưa? Hệ thức vét. Hệ thức VS SB. S bằng x1 cộng x2 bằng trừ b chia bằng 2m cộng 3, x1 nhân x2 bằng c chia 2m cộng 1. Rồi, theo đề bài ta có cái này, được chưa? Theo đề bài, mình có x1 bình cộng x2 bình trừ 2x1 trừ 2x2 bằng 10, trừ 2x1 trừ 2x2 bằng 10. Hai cái ông bị này nè là bằng khúc này nè. Giờ này nha, x1 cộng x2 tất cả bình trừ 2x1 x2. Còn cái này nè là bằng này nè, đặt trừ 2 ra ngoài, trong ngoặc còn lại x1 cộng x2. Tôi ghi từ từ hả? Tôi sợ mấy đứa không biết đó. Được chưa, được chưa? Tiếp tục. X1 cộng X2. Đây, vậy đây thầy nhân vô luôn nè, 2M cộng 6, 2M cộng 6 tất cả bình trừ 2 nhân 2M cộng 1, trừ 2 nhân 2M cộng 6 bằng 10. Được ha. Rồi, tiếp tục khai triển hàng đẳng thức nè, nhớ nha, khai triển hàng thức nè. 4m bình cộng 24m cộng 36 nhân vô trừ 4m trừ 2 nhân vô trừ 4m trừ 12 chuyển qua trừ 10 bằng 0. Tiếp tục, 4m bình 24 trừ 4 trừ 4 bằng cộng 16m 36 trừ 2 trừ 12 trừ 2 trừ 10 nữa là trừ 24, còn lại ngay chỗ này là cộng 12 bằng 0. Được ha. Rồi, tiếp tục nha, tiếp tục nha. Phương trình có dạng A cộng B cộng C bằng 4 cộng A trừ B nha, 4 trừ 16 cộng 12 bằng 0. Suy ra phương trình có hai nghiệm. Nghiệm thứ nhất là bằng trừ 1, nghiệm thứ hai là bằng trừ C chia A. Trừ C chia A là bằng trừ 3. Hai nghiệm này đều nhận cả, do delta không có điều kiện. Kết luận, vậy M bằng trừ 1, M bằng trừ 3 thỏa mãn đề bài. Rồi, ngưng một tí.
Rồi, cảm ơn các bạn học trò đã dành thời gian theo dõi tiết livestream ngày hôm nay nha. Chúng ta cho thầy xin một lượt chia sẻ, một lượt follow. Bạn nào thả tim được, chúng ta thả tim giúp thầy một cái. Lịch live lớp 9 là 12 giờ trưa các ngày. Còn chúng ta tham gia nhóm thì chúng ta sẽ được học thêm vào buổi tối thứ hai và thứ tư lúc 21 giờ. Thầy sẽ dạy theo từng chuyên đề. Bạn nào đang bị yếu giống như bạn Nguyễn Tấn nè, nói thầy dạy nhanh quá là em đang gặp vấn đề về học theo từng cái. Chúng ta có thể xin tham gia nhóm để học theo từng chuyên đề cũng được. Đề Huế nó chỉ có vậy thôi, bạn NK thân mến. Thầy đang giải theo từng đề, chứ thầy không phải là giải câu khó bỏ câu dễ. Mà đề thi nó có như thế thì thầy sẽ dạy như thế. À đúng rồi, thầy dạy như vậy là chậm, đúng rồi đó, chính xác. Thầy đang dạy cho tất cả các bạn học trò đều hiểu, chứ không phải là dạy cho một mình hiểu. Nên là chúng ta lưu ý, phong cách của kinh tuổi học trò là dạy chậm, dạy từ từ, chứ không có dạy nhanh. Rồi, tiếp tục nha. Câu tiếp theo. Vậy sau khi làm xong câu này là chúng ta tự tin được được 6 điểm rồi. Ha, được 6 điểm rồi. Rồi. Tiếp tục. Câu tiếp theo. Chúng ta làm câu 6 trước, sau đó chúng ta quay câu 5 sau. Làm câu 6 trước rồi làm câu 5 sau nha, câu 6. Cho một tam giác ABC vuông tại O. Vuông tại O. O. Quay tam giác OBC quanh một vòng quanh cạnh OB, vậy là B thì đặt trên, C thì đặt phía dưới. Rồi. Thì được một hình nón. Các bạn tưởng tượng các bạn ấy ra thì nó sẽ được một hình nón như thế này nè. Rồi, nó sẽ được một hình nón giống như cái nón lá của mình. Được chưa? Tưởng tượng được điều này không nè. Bên đây là C phẩy nè. Được hen, được hen. Quay một cái là được một hình nón. Chúng ta quay ở dưới đống cát, chúng ta sẽ thấy được, hình dung được. Được không, được không? Lấy cái thước Eke ra, quay một cái là được hình nón ngay. Được không, được không? Chỗ này hiểu không? Chiu, nó hả? Quay cái chiu, cái được hình nón liền. Được không, được không? Được ha. Rồi, hình nón có thể tích là bao nhiêu đây? Thể tích là gì? V bằng 1 phần 3 pi R bình H là bằng 800 pi. R là cái này nè, H là cái này nè. Rồi, tiếp tục. Nếu quay tam giác OBC quanh cạnh OC, cạnh OC, quanh cạnh OC ha. Bây giờ thầy vẽ cạnh OC đứng lên. Thì được một hình nón có thể tích là khác nữa. Vậy nếu như cạnh OC, cạnh OC nè. Vẽ cũng tương tự như vậy luôn. Đây. Có điều mà đường C lên thôi. O dưới, B đây. Thì cũng quay một vòng, cũng ra được một cái hình nón tương tự như vậy. Thầy vẽ tượng trưng thôi nha. Đây là B phẩy nè. Cũng được một cái hình nón tương tự như vậy. Rồi. Ở đây thầy ký hiệu là V1 đi ha. R1 và H1 luôn. Rồi. Hình nón thứ hai nè. Đây là R1 nè. Đây là H1 nè. Hình nón thứ hai là V2 bằng BR2 bình H2. Được chưa? 1 phần 3 nữa, 1 phần 3 nữa, số đây 1 phần 3 nữa. Bằng R2 nè. H2 nè. Cũng y ra nha. R1, R2 nè. H2 nè, H1 nè. Rồi. Và người ta cho nó là nhiêu? 1920 bi. 1920 bi. Đơn vị là cm khối. Cm khối. Cm khối. Rồi sau đó người ta kêu mình tính độ dài OB và OC.
Ngân Thiêu Tùng không sống rồi ha. À, không sống rồi, không sống rồi, từ từ đã một tí. Làm sao bình luận rồi ở đây nè các bạn dòm này nha. Đầu tiên nè, V1 là bằng 1 phần 3 pi R1, tức là OC, OC bình H, tức là OB, bằng 800 pi. Được chưa? Bằng 800 pi. Vậy là từ đây thầy sẽ ra được nè, OC bình nhân OB sẽ bằng nè, như này nhé, bi triệt tiêu 3 chuyển qua đây 2400, ngưng một tí, thấy ổn không? Được không? Được không? Bình luận cái. Được không? Được không? Được. Rồi V2 nè. 1 phần 3 pi R2, tức là OB bình nhân H2, tức là OC, bằng 1920 pi. Pi trực tiêu nè, OB bình nè, nhân OC nè, bằng nè 1920 nhân 3, 1920 nhân 3 bằng 5760. Được hen. Được. Ráng đi, giả bộ nói được thôi cũng được nè. Các bạn học trò thân mến, chúng ta giả bộ nói chỉ được thôi cũng được nè. Tôi cũng mừng nữa thân mến. Xem như chúng ta giả bộ đi. À. Rồi, tiếp tục. Đây là 1. Đây là 2. Cái nào lớn hơn cả? Cái này lớn hơn đúng không? Rồi, thầy lấy 2 chia 1 nha. Ta lấy 2 chia cho 1. Tức là gì? Tức là OB bình nhân OC chia cho OC bình nhân OB bằng 5760 chia 2400 bằng, bằng 2,4. Tiếp tục, OB bình chia cho OB thì còn lại là OB trên tử, OC chia cho OC bình thì còn lại là OC với mẫu, bằng 2,4. Từ đây mình ra được OB bằng 2,4 OC. OB bằng 2,4 OC. Rồi, thế vô đây, hoặc thế vô đây, thế vô cái nào cũng được cả ha, thế vô cái nào cũng được hết. Rồi, thầy thế vô đây đi, ký hiệu đây là 3. Ta thế 3 vào 1, thế 3 vào 1, suy ra được OC giữ nguyên
OB thế bằng 2,4 nhân OC bằng 2.400. Từ đây mình ra được OC bình nhân OC bằng OC mũ 3 bằng 2.400 nhân cho 2,4 bằng 5.760. Từ đây thầy ra được OC bằng căn bậc 3 của ông này, căn bậc 3 của nó từ từ. Bài toán này sẽ làm số không có đẹp. Chia số đi, đúng rồi, chia ở đây ra được 1.000 nè, 2.400, đúng rồi đó, hàng chia thì ra số tào lao nè, 2.400 chia 24 chia 2,4, đúng rồi, không có bài học trò là tôi tiêu nè, bằng 1.000, đúng rồi ha. Rồi OC bình OC mũ 3 bằng 1.000, tức là OC sẽ bằng 10. Đó, OC bằng 10, đơn vị là gì? cm. Suy ra được OB bằng 2,4 nhân 10 bằng 24 cm. Rồi, kết luận. Vậy OC bằng 10 cm, OB bằng 24 cm, đúng rồi đó. Thầy hơi ẩu nha. Bởi vậy mới live stream mới cần các bạn học trò ủng hộ chứ. Nói chung cái bài này là một bài khó chứ không phải là bài dễ, chúng ta lưu ý nha. Bài này là một bài khó chứ không phải bài dễ, và để làm được bài toán này thì các bạn cần phải có sự nghiên cứu trước. Nhớ nha, cần phải có sự nghiên cứu trước. Chính như vậy nó mới xuất hiện buổi live stream ngày hôm nay. Đúng chưa? Rồi, tiếp tục nha. Hay, tính ra câu này hay cái thôi. Câu này hay nha. Rồi, cho thầy xin một like. Mệt chưa? Hết mệt rồi nghỉ. Bình luận cái nào. Cô mới báo thầy là tới giờ đưa con đi học, còn một bài hình nữa mới thông báo. Thế mà thầy nghĩ, nhưng bây giờ thầy tới giờ đưa con đi học rồi sao các bạn học được thân mến? Mấy giờ con đi vậy? À, rồi bây giờ riêng cái đề của Huế mộng mơ, thầy nợ chúng ta là cái câu hình. Ngày mai 12 giờ học tiếp, 12 giờ ngày mai học tiếp các bạn thân mến nha, 12 giờ ngày mai. Ngày mai tức là ngày 27 tháng 3. Mình học tiếp câu hình này nha, ngày mai. Bây giờ thầy đưa con thì đi học một cái. Được nha. Còn bạn nào có nhu cầu ha, bạn nào có nhu cầu xin tham gia vào nhóm. Nè, nhắc lại một lần nữa nè. Đây, tối ngày thứ hai và tối ngày thứ tư vào lúc 21 giờ là thầy không có like trên Du, cũng không có like trên TikTok nha. Là thầy sẽ dạy riêng cho các bạn học trò tham gia vào khóa học ôn tuyển sinh vào 10. Chúng ta sẽ được học theo từng chuyên đề và chúng ta sẽ được học riêng trên Math. Thầy sẽ sắp xếp thời gian để dạy cho các bạn học trò theo từng chuyên đề. Chuyên đề toán rút gọn nè, chuyên đề toán VS nè, chuyên đề toán giải bài toán bằng cách lập phương trình hệ phương trình nè, chuyên đề học nè, theo từng dạng. Rồi, bạn nào mà có nhu cầu muốn tham gia vào nhóm để được học vào buổi tối thứ hai và thứ tư lúc 21 giờ thì nhắn tin riêng cho thầy một tin nhắn qua đây. K bên gia nha, K3 5875, được chưa? K
cờ cờ 1S, K là 0, N là 5, N là 5, cờ là 9, cờ là 9, S là 6. Nhớ lưu ý nha. Chúng ta có thể chụp lại thông tin này nha, để lúc cần chúng ta nhắn tin. Rồi, như vậy là buổi live stream ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Ngày mai 12 giờ trưa gặp lại các bạn học trò. Lưu ý nha, tạm biệt các bạn học trò. Chúc các bạn học trò luôn luôn học thật tốt nha. Hẹn gặp lại các bạn học trò vào 12 giờ trưa ngày mai. Tạm biệt.